kia người ta có cá, nhưng mà chắc cái đường đó đâu có chạy được. Thay dòng lên đi, ta đi bộ vô. Đi bộ vô. Nhưng một khoảng này chắc nó dùng để làm công viên hay gì. Ủa đường này được một kiện hay gì. Kêu đường này là đường Thân Văn Viết, tại cây quá trời, nó dùng để làm công viên. Đó, kêu là Thân Văn Viết, khu dân cư văn minh.
thì định rồi đó. Con em giúp các bạn tôi nói số cũ thấy bên đây có một vài nơi để thì chỉ định kè đậm hẳn ra là những gì chưa nè, đụng Nguyễn Thị Định kìa. Nguyễn Thị Định bây giờ mình nên đi đâu đây? Nguyễn Thị Định quận 2 ha. Đụng này nó sẽ ra đâu? Hết rồi đó hả? Nó vòng lại đi vòng lại. Giờ tự nhiên lẽ bị tắt qua Nguyễn Thị Định nữa. Đấy, chạy chút Nguyễn Thị Định thử hả? Xong rồi còn về. Mai Chí Thọ, Lương Định Của, sao là Hà Nội là quẹo đây nè. Lương Định Của, Lương Định Của, sao là Hà Nội, Mai Chí Thọ quẹo cái hướng này ha. Mình không biết mình đi hướng nào. Khu đô thị Palm City nằm bên đây nè. Ở đây vậy mình chạy qua đây nữa. Dĩa đây là khu đô thị Palm City nè. Chắc đang xây dựng nữa. Khu đô thị Vườn Nhiệt Đới Palm Garden. Đình thần Đông Phú
ngóc nữa. Rồi. Qua video mới nữa ha.